Đây cả nhà ơi, hội chợ ẩm thực lần đầu tiên có trên khu du lịch đảo Hòn Sơn. Nhân dịp cúng lễ nghìn ông Nam Hải thì năm nay đảo Hòn Sơn rất là hoành tráng, được một cái lễ hội ẩm thực với rất nhiều gian hàng bán trái cây nè, bán quần áo nè, rồi bánh ngọt, trò chơi. Đây là một trong những cái lễ hội mà được ghi dấu ấn, được đánh giá cao nhất và quan trọng nhất. Tại vì những lần trước thì không có đâu các bạn, nhưng mà có năm nay là được một cái lễ hội hội chợ hơn 20 gian hàng, nhất là quần áo cho bà con nhân dân trên đảo sắm mua sắm vào dịp Tết. Tại vì cái người dân trên đảo thì ít có cơ hội để được đi chợ các bạn, cho nên nó được một cái hội chợ như thế này nè, là người ta sắm đồ Tết rồi người ta mua sắm những cái vật dụng trong gia đình, nó là rất là tiện luôn. Tại vì giá cả nó ra đây thì bán cũng rất là bình dân, rất là ok, chứ không có gì gọi là cao. Thì cái lễ hội như thế nào, mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi. Ngon cả nhà, thích ăn dưới sôi nha, quá lợi hại luôn. Món quá lợi hại, mít mà ăn với xôi với dừa hả gì, bốn miếng là 20k nha, ba miếng 20k. Mít làm gì đẹp vậy? Mít xôi hả? Ủa, bây giờ anh đang hộp gì là nhiêu? Bán 100g 12.000. Bây giờ hai muối rồi bán nhiêu tiền? Hai muối thì căng mới biết thôi chứ em đâu biết đâu. Bây giờ ông bán tôi vẫn 200g đây, xôi mít thì cứ ăn thử coi, khoảng 200g vậy đó. Lạ nè, bữa nay mới thấy lần đầu tiên. Căng luôn hả? Rồi, tôi dân trên đảo mà. Quá tuyệt vời, cái làng ẩm thực. Kính thưa các loại bánh, bên kia là mít. Cái này bánh gì thì không biết. Bánh này là bánh sửng quá. Đây, quá trời, cái dàn bánh bò. Chào cô chú anh chị và các bạn nhỏ đến với gian hàng kem khói của chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách các loại kem khói sữa tươi Hàn Quốc đặc biệt thơm ngon. Kem được làm từ sữa tươi và trái cây. Ốc hấp tiêu nghe. Cái này đu đủ mà làm gì ta? Gỏi hả? Gỏi cái đáy này nè hả? Ồ, ba khía luôn nè. Ba khía luôn cả nhà ơi, đầy đủ luôn. Thưởng thức kem khói, bánh khói nào cô chú anh chị ơi. Mời xuống ủng hộ nghe. Kính mời và kính mời. Hít hà rồi pha khói trắng đầy mũi miệng. Kem tỏa khói nghi ngút, một cảm giác thích thú hơn bao giờ hết. Đi đâu màu đủ mùi, đủ hương đủ vị. Này kem chơi. Vani, kem sô-cô-la, kem đậu xanh, hả? Kem dâu, kem... Bánh bò. Cái này bánh lá. Kính thưa các loại bánh luôn. Ẩm thực Hòn Sơn quá trời hấp dẫn. Bánh đồng xu đi. Ăn bánh nào? Bánh đồng xu hả? Rồi ba bánh ngon. Quá ngon. Bánh này nè, cái này bánh mới ngon nè. Bánh bò nè, thấy không? Bánh bò này ngon nè. Bò với bánh hấp gì đâu. Quá dữ. Quá hấp dẫn luôn. Rồi, cố gắng lên. Canh cho nó ngay ra để vô. Trời ơi. Cho nó ngay ra, nó ngay ra để con.
Rồi, để chú con nó được á. Rồi. Tàu quận nữa. Đây cả nhà ơi, gái mình chơi gấp có bông nha. Sao không? Nhà hơi. Đi ngựa. Xe. Nhà hơi. Ê, tàu cá. Nắng tượng rồi, đồ chơi ồ, gian hàng đồ ăn kìa, các loại xúc xích luôn, bao la xúc xích luôn, rất là đông luôn. Chào cô Dung nha. Kem khói sữa tươi Hàn Quốc ăn. Đặc biệt thơm ngon. Kem quá được làm từ sữa tươi luôn. Và trái cây tươi nguyên chất 100%. Thích. Xin mời quý khách dừng chân thử. Rồi đi mua con đó đi. Để lấy tiền trả cho cha. 80k. Ủa 80 hay là 70? 80. À, rồi rồi. Rồi con bé đó đi mua đồ xong nó chạy liền ta. Này vườn rin. Vườn rin mà VIP VIP thì 160, 200 gỡ. Còn VIP nữa thì 300. 300 thì xả hàng đây. Bình giấy này đẹp nè, bình giấy này nó mềm. Quần riêng mà giấy mềm như thế này là bạn là ok. Này có giá là 300. Tối nay cả nhà mình xuống khu săn banh của xã Lại Sơn. Gian hàng mép bên tay trái là chuyên bán quần áo, ủng hộ cho mấy anh em mình. Mấy anh em mình đến từ đâu? Từ Sài Gòn. Sài Gòn, ra đây trải nghiệm buôn bán cái đảo Hòn Sơn lần đầu tiên. Mà không biết mấy em mình nó bán như thế nào đây. Nếu mà nó bán được, kiếm ăn được thì năm tới nó hẹn gặp nữa. Yeah. Còn bà con Lại Sơn ủng hộ hai em này nha. Chỉ có một gian hàng bán quần áo thôi. Đây cả nhà, đây là những cái gian hàng quần áo giá bình dân nè. Bây giờ ở đây còn 2 tháng nữa là Tết rồi. Mua là rất là phù hợp luôn, giá rẻ, rẻ hơn trên shopping luôn nè. Mà đồ còn rất là im. Đây quần sọt 140k. Mình giải đều rất là im nha. Đây là quần jean. Nói chung giá cả này với cái mình giải này là rất là ok. Khỏi có bàn cãi gì hết. Mua là rẻ hơn trên shop luôn. Giá 150, 250. Rất là nhiều luôn. Tầm này mua đồ Tết là đúng bài luôn nè, cái này quần 100.000 nè. Cho viên chức nhà nước bằng đi dạy đồ là đúng bài luôn. Cái kỳ này là 130k là rất rẻ luôn. Gian hàng quần áo luôn nữa nè. Quá hoành tráng luôn. Lễ hội năm nay là hoành tráng đó nghe, cái này là mới buổi sáng sương sương thôi đó. Đúng rồi, tối ra, là mới là cháy. Ra trước thì đúng một tuần luôn. Không ra là ra trước đúng tầng luôn rồi ra để chuẩn bị công tác đó. Này là đồ bán các kiểu luôn nè. Ồ. Thông thường thì tới 14, 15, 16 âm lịch mà bữa nay mới có mùng 8, mùng 9 là ra. Quá trời hoành tráng. Mấy em nhỏ đồ mê dữ lắm ha. Quá trời nhiều đồ chơi đồ ấy luôn mà. Rồi. Quần áo các kiểu đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Lễ hội quá hoành tráng luôn năm nay.
quần áo đây. Bên đây thì giày dép quá trời nhiều luôn. Đúng rồi. Nhiều năm nay phải nói hoành tráng. Lễ hội năm nay là rất là nhiều gian hàng ra bán đồ. Chưa bán tới ẩm thực nữa này, mới bán cái đồ chơi, đồ khô thôi, còn ẩm thực nữa thôi. Thử ném lon rồi, các kiểu. Quá trời, đồ chùi nồi. Đũa, son chảo. Cái này gỗ, thảm. Kẹp tóc, tất cả luôn, bình nước uống, son này, cái này là viết, kính thưa các loại viết. Gian hàng lớn quá trời lớn, bên đây bán cái gì đây, nước hoa giấy thái, quá trời hoành tráng. Bốp, bốp 50k, xe đồ chơi, xe khẩu, gấu đồ chơi, đồng giá là 39k. Gian hàng này là bán chén, chén đũa, son nồi đầy đủ luôn, quá trời hoành tráng lễ hội năm nay.